Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Achiru TVN. Như tất cả quý vị và các bạn đã biết, hiện tại thì chúng ta đang trong thời gian giãn cách xã hội và rất nhiều quý khách hàng chúng ta đang quan tâm khu vực nhà mẫu của dự án Grand Manna Sài Gòn sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta bên trong nhà mẫu của dự án Grand Manna Sài Gòn sẽ có những gì. Hãy cùng xem video sau đây. Trước tiên đây sẽ là khu vực sảnh đón của dự án Grand Manna Sài Gòn, có địa chỉ tại số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1. Từ màu sắc đến cách trang trí cho chúng ta thấy được sự sang trọng cũng như đẳng cấp của dự án. Tổng quan về dự án Grand Manna Sài Gòn. Grand Manna Sài Gòn có vị trí độc tôn tại trung tâm quận 1. Do Masterwise Home kết hợp cùng với Marriott tạo nên thương hiệu hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Đây sẽ là điểm đến quốc tế trong tương lai với mức giá chào bán 16.000 USD trên 1 mét vuông và đã mở bán thành công giai đoạn 1 vào tháng 5 năm 2021. Thì Grand Manna Sài Gòn sẽ đón nhận cộng đồng ưu tú cùng đẳng cấp mang phong cách Marriott. Khu phức hợp Brand Residence hay còn gọi là bất động sản hàng hiệu lớn nhất thế giới, Grand Manna Sài Gòn có tầm nhìn vĩnh viễn ra sông Sài Gòn, chính thức lên ngôi vua trong cuộc đua bất động sản hàng hiệu thế giới. Khu vực sa bàn của nhà mẫu Grand Manna Sài Gòn sẽ cho quý vị thấy thiết kế được 8 tòa tháp cũng như là những tiện ích tại dự án. Công viên đi bộ ven sông cũng như là những giá trị lịch sử được tái hiện tại quảng trường thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực sảnh chờ Grand Manna Sài Gòn chúng ta sẽ có quầy bar và khu vực tiếp khách như video quý vị đang xem. Khu vực sảnh đón sẽ có trần cao 8m và đây cũng là sảnh tương lai của cư dân Grand Manna Sài Gòn. Những đường nét trang trí hoa văn của từng lối đi được đầu tư bài bản, mang đậm phong cách của thương hiệu Marriott. Tại tầng trệt chúng ta sẽ có một căn hộ mẫu loại 1+1 với diện tích khoảng 84m², mang phong cách Marriott. Độ cao sàn đến trần thạch cao là 2,9m, sàn phòng bếp sẽ là đá marble. Bếp sẽ hoàn thiện đầy đủ kể tủ bếp, bếp, máy hút, lò vi sóng mang thương hiệu của Bosch. Bồn rửa cảm biến Kohe, sàn gỗ BBK, sàn phòng ngủ sẽ là sàn gỗ. Chúng ta sẽ được bàn giao vách TV BK, phòng ngủ sẽ ốp gỗ hoặc là ốp đá marble. Thiết bị nhà tắm đầy đủ mang thương hiệu Kohe, sàn và vách tường sẽ ốp đá marble. Vòi sen, chậu rửa Gatsby, bề mặt chậu rửa sẽ là đá thạch anh. Hệ thống tủ quần áo phòng ngủ sẽ đầy đủ mạch kính ngoài trong gỗ, hệ thống cửa lùa tại phòng ngủ và phòng tắm, khóa cửa Heplay và video call. Tại khu vực tầng 1 chúng ta sẽ có 3 loại căn hộ mẫu, một phòng ngủ là 62m², 2 phòng ngủ là 78m² và 3 phòng ngủ diện tích là 147m² theo phong cách JW Marriott. Tiêu chuẩn bàn giao sẽ cao hơn Marriott một bậc. Bếp, máy hút, lò vi sóng, thương hiệu Miele, sàn mặt bếp đá granite. Các thương hiệu khác sẽ theo tiêu chuẩn bàn giao của Marriott. Bên dưới video thì chúng tôi có để link ảnh 360, quý vị có thể truy cập và trải nghiệm chân thực. Nếu quý vị nào quan tâm thì hãy liên hệ hotline ở cuối video. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin và bất động sản, sản phẩm tốt nhất. Thank you.
Thiên và quý vị và các bạn đã cùng khám phá xong khu vực nhà máu Grand Mana Sài Gòn. Nếu quý vị và các bạn chúng ta có ý kiến, cần thêm thông tin về dự án, có thể comment ở bên dưới. Đừng quên like, share, subscribe để cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất tại dự án Grand Mana Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.